Dạ, kính thưa quý vị, cái bài phỏng vấn nó bắt đầu như thế này. Cái tờ báo đó là Der Spiegel. Tôi nói tiếng Đức chắc không đúng lắm. Về sau này đó thì tôi sẽ nói tắt là tờ báo. Tờ báo nói: thưa ông, tức là nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thiệu đó. Thưa ông, trong cuốn hồi ký, ông Henry Kissinger cho biết là trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1973, Hoa Kỳ cố gắng hòa đàm để chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, tức là hòa đàm với Bắc Việt, tức là Hoa Kỳ hòa đàm với Bắc Việt chứ không phải ông Thiệu hòa đàm với Bắc Việt nhá. Một cuộc chiến đã kéo dài nhiều năm với hàng triệu nạn nhân làm nát vụn quả tim Hoa Kỳ. Lúc đó ông Kissinger là trưởng hòa đàm và ông là tổng thống. Ông này là ông Tổng Nguyễn Văn Thiệu đó. Lý do nào khiến ông tạo trở ngại cho việc hòa đàm? Đó là câu hỏi của nhà báo, của tờ báo. Ông Thiệu trả lời: hoàn toàn vô lý với cái cáo buộc đó. Nếu tôi gây trở ngại thì đã không có thỏa ước hòa bình năm 1973. Dù mọi người đều biết đó không phải là một hòa bình tốt đẹp qua những hậu quả rõ ràng. Ông Kissinger đại diện Hoa Kỳ. Với tư cách Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tôi có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi thiết yếu của nước tôi. Ở đây tôi xin có ý kiến như thế này. Để em đọc hết cái câu trả lời của ông Thiệu. Tôi nhiều lần nhấn mạnh với Tổng thống Nixon và Tiến sĩ Kissinger, đối với một cường quốc Hoa Kỳ thì việc rút bỏ một số vị trí trong một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam không có gì là thiết yếu. Song với chúng tôi, đó là việc sinh tử cho đất nước. Thưa quý vị, ở đây tôi xin có ý kiến như thế này. Ông Kissinger bây giờ là đại diện cho nước Mỹ, nói trên cái quan điểm của nước Mỹ, của một chủ nhân ông, ra lệnh cho ông Thiệu là một người làm tay sai cho nước Mỹ. Thì đã ra lệnh thì chỉ có tuân hành, nên ông Thiệu có vẻ như là bây giờ là nếu là như vậy là bỏ rơi miền Nam thì ông Thiệu sẽ mất job, mất công ăn việc làm, sẽ có ý kiến phản đối. Dĩ nhiên là phản đối thì đâu có được, cho nên ông Kissinger phải nói trước nói sau, rồi cuối cùng thì như quý vị đã biết là nãy chúng tôi nói là ông Kissinger hay là ông Tổng thống Nixon đã nói là không để thể để cho cái đuôi con chó nó điều khiến cái đầu con chó là như vậy đó. Sang câu kế, tờ báo nói ông Kissinger cho biết sau cùng thì ông đồng ý với thỏa thuận hòa bình. Xong ông ta cũng nói thêm là vì sự cản trở của ông nên cuộc hòa đàm kéo dài, tức là Kissinger đổ thừa là sự cản trở của ông Thiệu đó, là vì sự cản trở của ông nên cuộc hòa đàm kéo dài rất lâu và ông chấp thuận đề nghị của Hoa Kỳ với ý nghĩ thầm kín là chắc Hà Nội sẽ từ chối. Tức là cái ông Thiệu đó là ông muốn Bắc Việt phải rút quân ra khỏi miền Nam. Thì ông Thiệu trả lời nó không đúng. Với một cuộc chiến kéo dài gần 30 năm, cuộc thương thảo để kết thúc cần nhiều hơn vài ba ngày hay vài ba tháng. Tôi hiểu là đối với Hoa Kỳ đến để trợ giúp chúng tôi, đây là thời gian tham chiến lâu nhất trong lịch sử quốc gia. Vì thế, muốn kết thúc mau lẹ, song chúng tôi cần một nền hòa bình lâu dài, bền vững. Thì không biết anh thấy sao, tôi thấy là cái chữ là tôi hiểu là đối với Hoa Kỳ đến để trợ giúp chúng tôi. Nếu mà Hoa Kỳ đến để trợ giúp chúng tôi, tại sao chính ông Thiệu không có quyền nói chuyện gì với miền Bắc ha, mà cứ là vai trò Hoa Kỳ là vai chánh, mà ông Thiệu thì chỉ là chờ ngóng chờ kết quả của cái cuộc thương thảo của Hoa Kỳ với lại Bắc Việt. Thế mà ông nói là Hoa Kỳ đến để trợ giúp chúng tôi thì nghe không có được. Tôi cũng nghe nhiều người nói là Hoa Kỳ đến để giúp chúng ta hay là để gì. Thì đây là cái trường hợp này chúng tôi thấy đưa ra cho quý vị xem. Đây là cái câu nói rất là vô nghĩa. Không thể nào mà đến để trợ giúp chúng tôi mà lại đứng làm vai chánh. Xin lời tôi cũng chỉ có ý kiến ở cái chỗ này. Tại cái hội nghị Bali thì với lúc bây giờ ai cũng biết rằng ông chỉ có đại diện Mỹ. Nước Mỹ là ông Kissinger nói chuyện với đại diện của chính quyền miền Bắc là ông Lê Đức Thọ. Cái nội dung nói chuyện như thế nào và điều khoản ghi ở trong cái hiệp định Bali như thế nào trong cái thời gian mà chưa công bố đó. Thì tôi ở miền Nam, Việt Nam lúc bây giờ tôi thấy là cả ông Thiệu lẫn chính quyền của ông Thiệu và nhân vật cao cấp hay là các ông
chống cộng cờ vàng đó rất là hồi hộp, không biết rằng có những cái điều khoản gì bất lợi cho miền Nam Việt Nam không, họ rất là lo lắng, họ rất là hồi hộp. Thì ngồi nhà chờ thôi, cứ ngồi chờ mà lúc nào cũng báo chí là cứ trông ngóng xem cái như thế nào. Thì cuối cùng mãi đến khi mà nó công bố cái bản đó thì nó đưa cho ông Thiệu phải ký, thì ông mới bật ngửa ra rằng có cái điều khoản là tất cả các quân đội ngoại nhập phải rút khỏi đây miền Nam Việt Nam, thì mà lại quân đội miền Bắc vẫn ở lại miền Nam, thì bây giờ mới ngã ngửa ra, bây giờ mới chống đối phản đối, nhưng mà cuối cùng cũng đâu có được, không chống đối được, bởi vì nó đe dọa, nó cắt cổ, thì là ông Thiệu lại cũng phải cúi đầu rong rắp ký. Đó là một sự thật là như vậy. Câu thứ ba nhé. Tờ báo Der Spiegel nói, ông Kissinger cho rằng ông không muốn hòa bình và thầm mong là phía Bắc Việt cũng thế. Vì vậy, ông chỉ đồng ý ngoài mặt với các đề nghị của Hoa Kỳ và tin chắc là không bao giờ sẽ đưa đến một thỏa ước. Phải chăng ông tráo trở không thật lòng với hy vọng không bao giờ phải đưa ra ý kiến thật của mình? Thì ông Thiệu trả lời, không thể nói là một dân tộc phải chịu đựng đau khổ trên 30 năm lại muốn kéo dài chiến tranh. Ông Kissinger muốn có thỏa hiệp thật nhanh để rút quân và tù binh Mỹ được rao trả. Có thể đó là chính sách rút chạy cấp tốc của Mỹ. Người Mỹ đến rồi đi, chúng tôi ở trên xứ sở của mình. Chúng tôi có quyền đòi hỏi một nền hòa bình lâu dài, không phải chỉ vài năm rồi lại tiếp nối với 30 năm chiến tranh. Hết cái lời trả lời của ông Thiệu. Tôi thấy cái đoạn này ông trả lời lại mâu thuẫn với cái câu ở trên ông trả lời. Tức là ông này thì ông mới nói là người Mỹ đến rồi đi. Tức là ông Thiệu ông cho rằng cái sự Mỹ nó đến là đâu phải là chính quyền Việt Nam mời ông Mỹ đến đâu. Tức là thằng Mỹ nó đến rồi nó đi là quyền của nó. Thế mà ở trên kia thì ông gọi là Mỹ đến để giúp đỡ chúng tôi. Thì nó mâu thuẫn ngay chỗ đó rồi. Còn không biết ông có ý kiến gì hay không? Xin thêm là như thế này này. Dân tộc Việt Nam bị nằm dưới ách thống trị của Liên minh xâm lược Pháp từ năm 1855 đến năm 45, rồi lại chống Pháp Liên minh này trong 9 năm trời từ năm 1945 đến năm 1954 mà lại không giành được độc lập cho toàn thể lãnh thổ, và cuối cùng là bị áp lực của cả Trung Quốc, Pháp, Vatican và Mỹ phải nhận chịu ký cái điều kiện tạm thời chia đôi đất nước Việt Nam lấy vĩ tuyến 17. Thì bây giờ Mỹ với lại Vatican dùng cái áp lực của cái thế đứng của họ là một siêu cường cưỡng chiếm miền Nam, vì bằng cái hành động từ chối không thi hành cái điều khoản tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7 năm 1956, thì dân Việt Nam lại phải lao đầu vào cuộc chiến để mà đòi lại cái miền Nam từ trong tay liên minh xâm lược Mỹ Vatican. Thì cái cuộc chiến đó nó phải tiếp tục, vì là đó là nguyện vọng, cái khát vọng của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến bây giờ là phải đánh đuổi những cái quân xâm lăng ra khỏi đất nước để giành lại độc lập. Thì người Việt Nam chỉ muốn được hòa bình và độc lập cho đến khi nào mà quân đội xâm lăng rút khỏi đất nước. Thì lúc bây giờ ký cái thỏa hiệp 1973 đó, thì tức là lúc đó là được hòa bình. Nhưng mà tại sao ông Thiệu lại nói cái câu rằng là mong muốn hòa bình mà chính ông lại muốn duy trì cái quân đội Mỹ ở ngoại quốc, quân đội ngoại quốc ở đất nước Việt Nam để ông tiếp tục được làm tay sai, được hưởng những cái đặc quyền đặc lợi của cái người đứng đầu làm tay sai cho Mỹ trong lúc bây giờ ở miền Nam Việt Nam. Thì đây là cái điều nói của ông nó không có thành thực, nó mâu thuẫn và dĩ nhiên là nó không có thành thật trong cái lương tâm của ông. Cuộc đời của ông ấy, suốt đời ông là ông nhờ làm lính thuê, đánh thuê cho liên minh xâm lược Pháp và tiếp tục làm tay sai cho liên minh xâm lược Mỹ và Vatican. Trong thời gian đó ông mới được lên làm tổng thống, nhờ cái đó mà ông muốn duy trì cái tình trạng đất nước cứ tiếp tục chiến tranh và chia đôi như vậy thì ông mới được hưởng những cái đặc quyền đặc lợi đó. Đó là ý kiến của tôi. Dạ, trước khi đọc cái câu phỏng vấn kế tiếp thì tôi trở lại cái nhận xét của tôi lúc hồi nãy, là có cái câu trước đó, ông Thiệu ông có nói là người Mỹ đến để giúp chúng tôi, thì cho đến bây giờ tôi cũng có nghe một vài người họ nói là Mỹ có đến để giúp chúng ta hay không. Thì tôi rất là, bây giờ tôi nghĩ ra một cái câu hỏi rất là xác đáng xin hỏi những người đó,
là một cái đất nước Việt Nam mà có muốn có một cái quốc gia khác đến giúp đỡ để mà chống ai đó chẳng hạn, thì phải có một cái lời yêu cầu. Vậy thì xin quý vị nào nói cái câu đó, người Mỹ đến để giúp chúng ta chống cộng sản hay gì đó, thì xin quý vị cho tôi biết cái lời yêu cầu nào của ai, vào năm nào, theo hình thức nào yêu cầu Mỹ đến để giúp Việt Nam, hay là giúp miền Nam, giúp ông Diệm, hay là giúp ông Thiệu. Xin quý vị cho tôi biết cái câu trả lời. Còn nếu không thì quý vị đừng có nói đến cái chữ mà Mỹ đến để giúp Việt Nam nữa nhé. Và từ nay xin từ bỏ cái lý luận đó đi. Bây giờ đến câu phỏng vấn kế. Tờ báo nói, ông Kissinger cho biết là trong cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 6 năm 1969 tại đảo Midway trên Thái Bình Dương, ông đề nghị sự rút quân của Hoa Kỳ, tức là ông này là ông Thiệu. Thì ông Thiệu trả lời, trước cuộc họp thượng đỉnh, tin tức báo chí cho biết chính phủ Mỹ sẽ rút một phần quân số tại Việt Nam. Tôi nghĩ là chính phủ muốn thăm dò dư luận, tiết lộ cho báo chí đăng tin trước đó để đặt chúng tôi trước một sự đã rồi. Anh có thể bình gì không? Thôi, vậy là đúng lắm rồi. Không có tiếp theo, tờ báo nói, như thế ông đã hình dung ra các diễn tiến rồi sao? Thì ông Thiệu nói đúng như vậy. Hội nghị thượng đỉnh Midway có hai mục tiêu. Thứ nhất là gặp gỡ giữa hai tân tổng thống và thảo luận về tình hình Việt Nam. Tân tổng thống, ông Thiệu là tân tổng thống của miền Nam. Như vậy là hai tân tổng thống là ông Nixon. Một bên Mỹ đó là ông Nixon, và ở miền Nam là ông Nguyễn Văn Thiệu. Ông hiểu rằng như vậy. Lặp lại nhé, cái lời ông Thiệu nói là đúng như vậy. Hội nghị thượng đỉnh Midway có hai mục tiêu. Thứ nhất, gặp gỡ giữa hai tân tổng thống và thảo luận về tình hình Việt Nam. Thứ hai là đi sâu về một điểm còn đang tranh luận là sự rút quân của Mỹ. Tôi nắm vững tình hình, không có cái nhìn sai lệch hay hốt hoảng gì cả. Cái câu kế, tờ báo nói, khi đề nghị việc rút quân, ông có thực sự nghĩ là có thể đơn độc chiến đấu tới chiến thắng cuối cùng? Đây là một cuộc chiến tranh có sự tham dự của hơn 540.000 quân Mỹ với bộ máy chiến tranh khổng lồ mà còn không tạo được chiến thắng. Thì ông Thiệu trả lời, tôi không hề đưa đề nghị rút quân, chỉ chấp thuận mà thôi. Ông Tổng thống Nixon giải thích cho tôi hiểu là đây chỉ là một việc tượng trưng. Ông ta cần có sự ủng hộ của quốc hội, của dân chúng. Vì các khó khăn tại quốc hội, tôi khuyến cáo là đừng để Hà Nội coi đây là biểu lộ một nhược điểm của Hoa Kỳ. Thật ra đó là cái nhược điểm. Làm sao mà ông để lộ được? Làm sao mà người ta không biết được? Kính thưa quý vị, tôi nhận thấy cái cuộc chiến giữa Mỹ và chính Việt Nam đó, từ năm 1954 cho đến năm 1975 á, cái là một cái cuộc chiến chống xâm lăng, và chủ chốt cái quân đội xâm lăng là Hoa Kỳ và các nước đồng minh đổ bộ vào đánh chiếm Việt Nam. Đó, còn tất cả những người Việt Nam mà chiến đấu ở trong cái hàng ngũ của quân đội Mỹ đó là những người lính đánh thuê, không có tinh thần chiến đấu và cũng không có chính nghĩa, cho nên họ không có tinh thần chiến đấu. Thì ra dù cho quân đội Mỹ mà có rút lui khỏi, mà quân đội Việt Nam bây giờ có trên 1 triệu quân cùng với lại những nhân dân tự vệ là tất cả gần 2 triệu quân, thì cũng không thể nào mà thắng được bộ vài ba tiểu đoàn của miền Bắc. Lý do là họ không có tinh thần chiến đấu, họ tiến đấu về tiền. Điều thứ hai nữa là sự thật là như thế này, là khi Mỹ rút đó, là để lại cái kho vũ khí ở Long Bình, và tất cả như là ông phó đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại đã nói rằng là cái số lượng vũ khí của
Mỹ để lại cho Việt Nam có thể dư thừa chiến đấu trong một thời gian khá dài. Thế nhưng mà vì không có tinh thần yêu nước, vì chiến đấu cho đồng tiền và không có lý tưởng, cho nên quân đội miền Nam đó khi mà thấy rằng Mỹ rút lui là mất hết tinh thần. Và trong sau cái trận đánh mà gọi là chiến dịch mà đánh vào Ban Mê Thuột đó, thì chỉ có cái số quân đội đánh á, chỉ rất là ít, nhưng mà cái tư lệnh vùng hai chiến thuật là ông Phú bây giờ đó đã thất bại trước cái sức tấn công của quân đội Bắc Việt. Điều đó chứng tỏ rằng không có tinh thần chiến đấu, không có tài năng điều khiển quân đội, cho nên mới thua. Các bộ tham mưu của miền Bắc mới thấy rằng là cái chiến dịch mà định chiếm trọn miền Nam vào tháng cuối năm 1976 thì bây giờ họ cần phải gấp rút tiến chiếm miền Nam, và cuối cùng thì họ đã chiếm miền Nam vào cuối năm 1975, tháng 4 75. Thì cái sự mà bất ngờ chiến thắng mau lẹ như vậy trước hơn một năm rưỡi rồi đó, thì đã được khiến cho quân đội miền Bắc vào miền Nam mà không có đủ những nhân sự, cho nên mới có những cái nạn gọi là các ông cách mạng 30 tháng 4, chúng tôi gọi là sư đoàn 30 tháng 4 vào, tức là những người cách mạng theo giờ chót, thành ra có những cái sự thiếu sót ở trong cái lúc mà quản lý miền Nam trong cái năm đầu ở thời điểm đó. Và chính tôi cũng là cái người mà đã bị một cái ông cách mạng 30 tháng 4 ở cái trường trung học Kiều Mẫu Hữu Đức chủ nhiệm. Xin ban biên tập đọc tiếp. Tiếp theo, tờ báo nói, ông không nghĩ là đây là sự bắt đầu của một sự rút quân toàn diện của Hoa Kỳ hay sao? Ông Thiệu trả lời, tôi hình dung ra đây là sự bắt đầu giảm thiểu quân số tham chiến của Mỹ, song không bao giờ nghĩ là Hoa Kỳ sẽ rút hết quân ra và bỏ rơi Việt Nam. Tôi bày tỏ với Tổng thống Nixon là song song với việc giảm thiểu quân số Hoa Kỳ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ được tăng cường, và với sự giúp đỡ kinh tế, chúng tôi sẽ dần dần tự lập được. Và tôi nghĩ là ông ta muốn có sự tương ứng của Hà Nội đáp lại việc rút quân. Hoa Kỳ đồng ý với tôi về việc rút quân từ từ và song phương, tức là Hoa Kỳ và Hà Nội. Đó là cái sự tin tưởng của ông Thiệu. Kính thưa quý vị, ở đây thì tôi thấy ông Thiệu không có thành thật trong vấn đề này nói này. Thí dụ như là ông ấy nói rằng miền Bắc cũng xong rút quân đội về miền Bắc song phương với lại tỷ lệ của quân đội Hoa Kỳ rút của miền Nam, thì điều này không đúng với sự thật. Không, bởi... cái đó là cái ước. Cái... À, thì ước đấy, được ước. Ông nghĩ ra là như vậy, nhưng mà sự thực là ông đã sai. Điều thứ hai nữa là ông ấy lại hy vọng rằng là Hoa Kỳ có dù có rút thì cũng viện trợ kinh tế để mà tổ chức lớn quân đội miền Nam Việt Nam để chống lại quân đội miền Bắc. Thì cái vấn đề này là Hoa Kỳ nó có kinh nghiệm ngày xưa, là cái thời ông Tưởng Giới Thạch và những năm 45 cho đến năm 1949 đó, thì nó cũng đã viện trợ cho quân đội ông Tưởng Giới Thạch để kinh tế, để mà tổ chức quân đội để mà chống lại với Hồng quân Trung Hoa ở miền Bắc. Nhưng mà cuối cùng thì tham nhũng nó đã làm cho cái quân đội quốc quân Trung Hoa thời kỳ đó, là chính ông nhiều sách vở nói rằng họ đói quá, họ đi vơ vét cướp của giết người, làm cho cái quân đội của Tưởng Giới Thạch mất hết ý nghĩa, và quân đội Hồng quân Trung Hoa đi đến đâu thì nhân dân vui mừng đón tiếp và đi theo họ. Thì nếu mà miền Nam ông Thiệu cũng còn ở lại chính quyền, rồi lại được Mỹ viện trợ kinh tế để mà tổ chức quân đội đó, Mỹ rút đây rồi thì ông Thiệu còn tham nhũng, chính quyền của ông Thiệu còn tham nhũng khủng khiếp gấp ngàn lần so với quân đội Tưởng Giới Thạch vào những năm 1944, 1945, 1946, 1947. Đó là một cái bài học mà người Mỹ đã biết rõ. Mà cái sự tham nhũng của miền Nam Việt Nam thì tôi đã viết rất nhiều bài về vấn đề này. Đó, một trong những cái vấn đề bài đó là cái chương 91 mà nói về vấn nạn buôn bán thuốc phiện ở miền Nam Việt Nam, thì cũng cái vấn đề đó tôi cũng đã nói rất nhiều về cái chính quyền ông Thiệu trong cái vấn đề tham nhũng như vậy. Với cái tình trạng tham nhũng như vậy thì dân Việt Nam càng khốn khổ và càng chết nhiều, và làm cho đất nước càng điêu linh,
kéo dài thêm, do đó là Mỹ nó không có chuyện tiếp tế viện kinh tế cho Việt Nam nữa. Cho nên quý vị thấy là năm 1974 nó cắt giảm viện trợ xuống còn có 700 triệu, rồi cuối cùng là nó cũng cắt bỏ luôn. Đó là sự thật. Tiếp theo, Nguyễn Văn Thiệu nghĩ rằng Hoa Kỳ đồng ý về việc rút quân từ từ và song phương, tức là cả Hoa Kỳ và Hà Nội đều phải rút quân hết. Thì tờ báo mới hỏi tiếp là hỏi và có tính cách tượng trưng. Thì ông Thiệu nói tôi hiểu là chiến tranh Việt Nam tạo một khủng hoảng quốc hội tại Mỹ. Tổng thống Nixon giải thích thêm là ông cần nhiều hành động có tính cách biểu tượng để đối phó với việc nội trị. Vài tuần trước đó tại Hán Thành và Đài Bắc, khi thảo luận với Tổng thống Phát Chánh Hy và Tổng thống Tưởng Giới Thạch, tôi bày tỏ với nhị vị này, hy vọng của tôi là sau khi thảo luận với Tổng thống Nixon tại đảo Midway, ông sẽ chỉ rút quân tượng trưng mà thôi. Song tôi cũng ý thức rằng khi muốn thì Hoa Kỳ sẽ rút quân toàn bộ số quân tham chiến tại Việt Nam. Vì thế, sẽ hợp lý khi giúp đỡ tăng cường quân lực Việt Nam Cộng Hòa tương ứng với việc rút quân Mỹ. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là quân đội Hoa Kỳ sẽ ở lại Việt Nam mãi mãi. Tức là ông nghĩ rằng Mỹ có rút thì rút từ từ và giúp cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa mạnh lên. Cái điều này là công nhận là Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng Hòa từ xưa nay chỉ dựa vào quân Mỹ chứ không có tự lực được. Và nó bắt đầu từ lúc nào? Có phải bắt đầu chỉ từ lúc ông Thiệu lên nắm quyền hay là nó đã là như thế từ hồi ông Ngô Đình Diệm cho tới bây giờ? Do đó là ông Thiệu cho rằng nếu ông Mỹ có rút quân thì phải làm sao cho chúng tôi từ từ thiết lập lại, làm cho mạnh mẽ lại cái quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nó làm cho tôi suy nghĩ là từ đó giờ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ dựa vào quân lực của Mỹ chứ không có đứng vững một mình được. Hai cái câu trả lời với tờ báo nãy giờ làm cho tôi suy nghĩ như thế đó. Thưa quý vị, tôi xin nói rõ về vấn đề này là cái quân đội gọi là quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó thì nó yếu từ thời ông Diệm với ông Nhung. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào tháng 4 năm 1961 thì trung đoàn dưới quyền chỉ huy của ông Trần Thanh Chiêu đóng ở đâu một vùng ở gần Bình Dương hay là ở đâu đó thì bị Việt Cộng tấn công, và với số quân rất là ít của Việt Cộng tấn công khiến cho cái đồn trú của ông Trần Thanh Chiêu bị thất thủ, và người Mỹ đã khiển trách chính phủ Ngô Đình Diệm, và cuối cùng thì ông Trần Thanh Chiêu bị mất chức và đưa về làm một cái chức vụ không có quyền lực như trước nữa. Cái bằng chứng thứ hai là vào đầu năm 1963 xảy ra một cái vụ trận ấp Bắc ở Mỹ Tho. Thì ở đây thì quân đội của bên Việt Cộng thì chỉ rất là có mấy trung đội thôi, hay là một đại đội gì đó, mà đánh tan một cái đạo quân rất là lớn của sư đoàn 7 dưới quyền chỉ huy của ông Bùi Đình Đạm, mà nằm ở trong vùng 4 dưới quyền chỉ huy của tướng Huỳnh Văn Cao. Trong cái vụ này á thì các tướng Mỹ cố vấn mới khiển trách ông Huỳnh Văn Cao và ông Bùi Đình Đạm và nói với ông Diệm, và cuối cùng cả ông Huỳnh Văn Cao lẫn ông Bùi Đình Đạm đều mất chức. Đó là cái điều đó, nó chức vụ là quân đội Mỹ cố vấn nó có quyền cao hơn là cái quân đội của miền Nam ở chỗ đó, và ông Diệm phải nghe lại. Thì cả ông Bùi Đình Đạm lẫn ông Huỳnh Văn Cao mất chức cái chức vụ đó, thì tức là cái quân đội miền Nam nó đã suy yếu ngay từ thời ông Ngô Đình Diệm lên cầm quyền, bởi vì ông Ngô Đình Diệm sử dụng những cái quyền lực bất công là chỉ dành cho những các tướng tá quân chiên được nắm quyền chỉ huy. Thì các ông thấy rằng là cả ông Trần Thanh Chiêu cũng như ông Bùi Đình Đạm và ông Huỳnh Văn Cao đều là người quân chiên trung thành với ông Diệm. Họ có cái lòng trung thành với ông Diệm nhưng mà họ bất tài bất lực và họ hèn nhát, cho nên là
họ đưa họ quay ở đâu thì cái đơn vị ở đó thất thủ ở chỗ đó. Người Mỹ nó nhận xét được rõ là như vậy, sự thật là như vậy, sách sử ghi rõ là như vậy. Thì không phải là đợi đến thời ông Thiệu mới suy yếu, mà quân đội miền Nam Việt Nam nó suy yếu từ thời ông Diệm. Đó là bằng chứng tôi nêu lên rõ ràng như vậy. Ở đây chỉ là cái chuyện tôi phản ứng tức thì mà nói ra thôi, chứ còn tôi không có nhớ rõ trong sách nào nói. Nhưng mà tôi có ghi rõ những cái điều đó ở trong những một tác phẩm, một trong những tác phẩm của tôi. Xin đến đây xin nhờ ban biên tập trở lại.